Thầy xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại nội dung đờn đội ngũ và chạy nhanh cho môn thể dục lớp 7. Sau đây, thầy xin mời tất cả các em bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Ở nội dung ôn tập kiểm tra, chúng ta sẽ ôn phần đầu tiên, đó là phần đờn đội ngũ. Câu hỏi thứ nhất, em hãy cho biết tư thế nào quan trọng trong tập luyện đờn đội ngũ, vì sao? Các em suy nghĩ câu trả lời. Và câu trả lời đó là tư thế nghỉ nghiêm. Vì tư thế nghỉ nghiêm thể hiện tác phong nghiêm túc và tính cách chuẩn mực của người thực hiện động tác. Câu hỏi thứ hai, hãy trình bày cách đổi chân khi đi đều bị sai nhịp. Các em suy nghĩ câu trả lời. Và câu trả lời 1 là chấm mũi chân phải, 2 là đặt nguyên bàn chân phải rồi thực hiện giảm theo chu kỳ, chân trái rơi vào nhịp 1, chân phải rơi vào nhịp 2. Ở câu 3, chúng ta sẽ chuyển sang phần chạy nhanh. Kỹ thuật chạy nhanh có bao nhiêu giai đoạn? Hãy nêu ra, các em suy nghĩ câu trả lời. Và câu trả lời, kỹ thuật chạy nhanh bao gồm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 là giai đoạn xuất phát. 2 là giai đoạn chạy lao sau khi xuất phát. 3 là giai đoạn chạy tửa quãng. Là giai đoạn về đích. Và sau đây, thầy sẽ cho các em xem hình ảnh một số vận động viên điền kinh. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thầy xin chào tất cả các em.